Rồi bây giờ đây là cái nhà hàng vô đám cưới, ăn cưới của Julie và Ân. Như là hôm nay là đi hai người này là cưới 4 lần. Yêu không biết yêu gì mà yêu dữ dội không biết nữa. Sáng sớm rước dâu qua nhà chú rể 1 lần, sau đó đi Leo ra cái park 2 lần, lên nhà thờ lần thứ 3 và bây giờ là đám cưới lần thứ 4. Yêu hơn gấp đôi người ta luôn rồi đó. Giờ đây xếp hàng sao? Wow, vô xếp hàng. Table number? I don't know who's under. Back Khoa, there's like under Back Khoa. What's your name? My name? I'm A and H. Right. You on video, so just give you pressure. What? Did not make the list. Oh my god. Yes. Bác Khoa. Okay. Kenny hay là Đức Anh? Cousins and uncles. Yeah, cousins and uncles. Julie. Your friend saying we're not on the list. Can we have a quick look? Two. Okay, I'm on the list. You're five, yeah? Yeah, five. Okay. Okay, we're five. Back order. Back wing, here, right here. Back wing. Wait, one, okay. But okay. Back. Bên kia là, yeah. Bên kia could be back too, right? Bác Khoa, they wouldn't call it Bác Nguyễn. Đúng rồi, ngồi chung, đúng rồi á. Số 1. Bác Nguyễn, Thanh Nguyễn, Bích Nguyễn. Vậy cái đó là bên hiếm hay là? Yeah, number one. Ba mẹ con là số 1, số 5. Con ngồi chung với cô, biết bà hai đứa mấy tuổi. Riêng, right? Riêng, okay, rồi. Rồi, kids. You know they have bên lớn, cô bên ba. Dạ rồi, kids. We are kids. Open bar. Hello. Rồi có open bar. Rất là lâu. Dạ. Dạ, này là đang quay
đi cho chú Sáu, chú Bắc cũng quay. Quay và coi. Nhưng mà cũng hay. Nhưng mà cũng hay, có riêng. Đây. Vậy mà vẫn có ở nhà, cái nhà mà mobile home hay là nhà khác rồi? Nhiều người cho nên là cứ gặp ai là cứ quay đại. Special event. Welcome to the celebration of Julian Ahn's wedding. Let's hear it for them one time. Allow me to introduce myself. I go by the name of Philip. I'll be your MC this evening. Now tonight's a very, very special night indeed. We've all gathered here for one reason and one reason only, and that is to share the most important night of Julian Ahn's life. Now tonight we have a very, very incredible responsibility. And that responsibility is this. We are responsible for making this a night that Julian Ahn will never, ever forget. So you guys with me on that or what? All right, well this time now I'd like to welcome some of our Vietnamese speakers. Hôm nay, 21 tháng 9, 2016, chúng ta tổ chức ngày đám cưới của Julian và Ahn. Chúc mừng cô dâu chú rể, trăm năm hạnh phúc, răng long tóc bạc. Xin cho một tràng vỗ tay. Alright, this time I want to introduce a very, very important guest. Please join me in as I introduce the groom's father and mother. Xin giới thiệu ông Nguyễn Văn Thông và bà Nguyễn Thị Ma Tha.
time on gas, I want to please get out of your seats. Feel my tất cả quý vị đứng lên từ trong ngồi. And everyone stand up right now. Stand up right now. Everybody stand up. Get as loud as you can right now. Everybody, I need you to get as loud as you can right now. I need you guys louder. And now entering the ring for the first time ever as tag team partners in life at a combined weight of 280 pounds. She loves good food and he is the current reigning heavyweight champion of the world. Ông cậu Nguyễn Đình Thiện.
nên cho một tràng vỗ tay một lần nữa cho gia đình bên nhà trai. So I xin giới thiệu gia đình bên nhà gái. At this time I'd like to introduce the bride side of the family. Trước hết là thân phụ và thân mẫu, ông bà Nguyễn Ba Đạt và Nguyễn Hợp Thi. Sau giới thiệu em trai Nguyễn Bá Đông và em gái Nguyễn Vi An Jenny. Kế đến là ông bà ngoại, ông Nguyễn Phú Ninh. Ông Nguyễn Phú Ninh năm nay là 95 tuổi. Sau xin chào ông bà nội không còn nữa, ông Nguyễn Bá Bơi và Phạm Thị Ba. Chúc mừng hai cháu trong năm hạnh phúc. Sau kế tiếp là bà Úc, bà con Phan Kim Chi. Bà Phan Kim Chi là cô của ba cô dâu. Kế tiếp là hai bác ba, ông bà Nguyễn Đăng Khoa. Bác ba trai là anh thứ ba của ba cô dâu. Hai con của bác ba là Tuấn Anh và Đức Anh. Tuấn Anh đến từ Việt Nam. Tiếp theo là bác hai, bà Nguyễn Thị Bích. Ba con của bác Bích là vợ chồng Bích Ngọc và Bobby. Vợ chồng Tú Quỳnh và David. Và vợ chồng Tú Nguyên và Steve. Tiếp theo là hai bác trai và bác gái, Nguyễn Phú Bắc. Bác là anh thứ hai của mẹ cô dâu. Con của bác là vợ chồng Quý và Thúy. Tiếp theo là chú Nguyễn Phú Cường. Chú Cường là em út của mẹ cô dâu. Chú Cường đến từ Boston. Xin cho một tràng vỗ tay một lần nữa cho gia đình bên cô dâu và chú rể. Let's give it up one more time, ladies and gentlemen, for the bride and groom's family, the Tram far and wide to be here tonight. Okay, at this time I'd like to excuse our newlyweds and the parents. Please return to your seats. Quan viên, ai họ, tám họ. Tôi là Linh Mục John Bautista Vũ Hân, đã về hưu rồi. Kể như là được lớn tuổi, hay là được cái danh dự đứng đây để đọc lời cầu nguyện ơn Chúa. Tôi xin nhắc lại, không phải là lời làm phép của anh, nhưng mà tạ ơn Chúa gia đình dễ thương. Tạ ơn Chúa vì cha mẹ nuôi con, dạy con. Tạ ơn Chúa vì họ hàng nâng đỡ. Tạ ơn Chúa vì họ hàng và bạn hữu giúp cho đôi này. Tạ ơn Chúa vì hai cháu tuân theo lời của Chúa đã dựng nên hai dòng cây bà và hai người nam nữ kết hôn rất là đẹp. Chúng ta phải tạ ơn lòng khi cầu nguyện trước khi dùng bữa. Nhân danh cha và con và thánh thần, amen. Chúng con dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa hứa rằng ở đâu hai ba người tập họp cầu nguyện xin danh Chúa thì Chúa ở giữa. Hôm nay rất nhiều tin tức của Chúa ở đây. Chúng con tạ ơn Chúa vì bao ơn này cho gia đình mới này và cho từng cá nhân. Chúng tạ ơn Chúa vì cuộc gặp gỡ rất thân thiện, có tình nghĩa giữa đã hỏi và được Chúa vì Chúa thương ra thì mới cái viên xin chúc lành Chúa cho gia đình này và cho mỗi người tham dự bữa tiệc này. Chúng con cầu xin Chúa Giêsu Kitô nhân danh Cha và Con. Theo lời của cô dâu, thứ nhất đấy, tôi
không lên được. Không, không có lên được. Thank you.
vợ đẹp mà chưa hết được cái đồng hồ Rolex rồi ta. Về Việt Nam ở á. Don is my older son. So this is my son, Don.
me as a favorite child, but I'm hoping to regain that one now that you're married off. Your achievements inspire me to strive for more in everything I do. Seeing you succeed in the law world has brought me so much joy, although it comes to no surprise. You were always an overachiever growing up, and being the alpha competitive type, it served as a way to rival us for a long time. I was always jealous of you of getting one more A on your report card or getting one more award. And I failed to appreciate how talented you were and how proud of you I should be. But I look up to you and respect you more than you'll ever know. Without you guiding me through life, I think I'd be pretty lost by now. The example you set for me is more than I could ever ask for, and I hope to have half as much success as you have. When you and I start dating, first started dating, a lot of my friends and followers and our relatives would ask me, what do I think of them? Do I like them? How do I like them? And they're hard questions to answer because I don't really hang out with you guys that much or talk to them that much in the beginning. Then one day I found out that he has extra season tickets. And that's when I knew he was the one for me. I mean, for you. But I really got to know him a lot better when you and Han invited me on a snowboard trip with you and his friends, and soon after at some concerts at another event called the Electric Run. I was hesitant to go up to either because I didn't know what any of them and didn't know how it's going to be. But right off the bat, he and all his friends made me feel really welcome and a part of the group. And what I learned was that all his friends are basically an extension of him. You can tell a lot about a person by the people he hangs out with and the people he surrounds himself with. And just by being around his incredible family and all his incredible friends, you can tell he's one of the best guys around the world. I know that we're all here to celebrate Truong, but at the same time, I know deep down we all kind of hate them too, because they make this whole love thing look so damn easy. It's really not even fair. They met, and the rest is history. That's basically how easy it was. And I think everyone knew, even back then, that when your friends or any of us would look at you, they were looking at forever. They're so in sync with each other, and have become so one with each other, that it's almost impossible to believe that they were strangers only a couple years ago. I know the best is yet to come for you guys, as you've been your lives together. I love you to the end of the world, and Joel, it's safe that I have to share you with Han now. But if you mean half as much to him as you do to me, I know you will be eternally happy. So here's to Joel and Han, first of their name, King and Queen of the Animals, and the First Man. Mình ra giấu quyền hóa.
I'm not going to be able to do that.
Congratulations, guys. And thank you so much for all the guests that came out tonight. Have a good night and get home safe. And one last announcement. We found a very nice bracelet. If this belongs to you, please come up here and claim it right now. So there's a bracelet right now. If you guys lost the bracelet, come on up and claim it.